Lệ Quyên, đi thi là chính, quét độ giàu sang là chủ yếu. Nhìn đằng sau chị không thấy gì ngoài cái viên nó sáng thế. Chỉ một khung hình đã giúp phú bà Lệ Quyên nổi bần bật so với dàn chị đẹp. Từng khiến Mỹ Linh trầm trồ khi khoe mỗi nơi một cái nhà. Em ở Sài Gòn hay Hà Nội? Ở đâu cũng có một cái nhỏ nhỏ. Ở đâu cũng có một cái nhỏ nhỏ. Độ giàu có bậc nhất trong dàn chị đẹp đạp gió. Đến mức Diệp Lâm Anh tưởng đâu Lệ Quyên đã mua du thuyền triệu đô. Sở hữu khối tài sản khủng, Lệ Quyên so với dàn chị đẹp trong show đạp gió rẽ sóng quả thực chỉ có giàu hơn chứ khó mà kém. Nữ ca sĩ mang tiếng là đi thi hát, nhưng lại rất ra dáng chị đại và dẫn dắt các đàn em. Hơn nữa, đã có không ít khoảnh khắc Lệ Quyên khiến hội chị đẹp phải trầm trồ về độ giàu có của mình. Gần nhất trong trailer tập mới của đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên khiến dân tình được fan chói mắt bởi chiếc phụ kiện cực đắt đỏ của mình. Ngồi giữa dàn chị đẹp gồm Phương Vi, Lưu Hương Giang, Ly, Phương Vi, Lệ Quyên nổi bần bật khi diện đầm đơn giản nhưng đeo chiếc vòng cổ làm từ chuỗi ngọc trai lấp lánh. Vẻ ngoài xinh đẹp, đầy sang chảnh của Lệ Quyên đã chiếm hết spotlight trong khung hình, khiến người xem phải chú ý. Không riêng gì khung hình này mà trước đó, Lệ Quyên cũng cho thấy bản thân nổi bật hơn hẳn nhờ khả năng tài chính của mình. Tại buổi họp báo của đạp gió rẽ sóng, nữ ca sĩ diện đầm đỏ đeo xích vàng bản to làm khán giả được phen lóa mắt. Hay trong tập 4 của chương trình, nữ ca sĩ cũng không ít lần được các chị đẹp suýt xoa khen ngợi về độ giàu có. Đến mức Diệp Lâm Anh còn tưởng đâu Lệ Quyên đã mua du thuyền triệu đô, khiến người chị phải lập tức giải thích rằng đã làm gì mà mua du thuyền. Mặc dù vậy, đối với Diệp Lâm Anh, chị đẹp Lệ Quyên dù có mua sắm đồ gì đắt đỏ thì cũng là chuyện quá bình thường. Đàn chị còn làm cô phải chói mắt vì chiếc nhẫn kim cương to đùng, sáng lấp lánh trong đêm lúc mọi người cùng di chuyển vào nhà chung cơ mà. Trước đó, trong tập 1 của show, Lệ Quyên cũng từng làm ca sĩ Mỹ Linh được fan hú hồn khi flex Hà Nội, Sài Gòn mỗi nơi có một cái nhà nhỏ xinh. Cụ thể, khi Lệ Quyên ngỏ lời mời Mỹ Linh tới nhà chơi, chị đại liền hỏi nhà em ở Hà Nội hay Sài Gòn thì nhận được đáp án rất nhẹ nhàng từ cô: em ở đâu cũng có một cái nho nhỏ. Mỹ Linh sau đó phải suýt xoa: eo ôi, ở đâu cũng có một cái nho nhỏ á, eo ôi, Lệ Quyên ơi. Mà trên thực tế thì như vậy là Lệ Quyên còn khiêm tốn, bởi cô không chỉ có nhà ở Sài Gòn, Hà Nội, mà ở Mỹ cô cũng có căn biệt thự rộng 400m² và hiện đang xây thêm một căn biệt thự hoành tráng ở Đà Lạt, dự là có thể đón Giáng sinh năm nay trong căn nhà mới. Không chỉ giàu có, mà so với đa số chị đẹp của đạp gió rẽ sóng thì Lệ Quyên hiện đang là người có được cuộc sống rất viên mãn rồi. Tuy cô đã ly hôn chồng cũ, song hiện tại, nữ ca sĩ đang có những tháng ngày hạnh phúc bên người tình trẻ tuổi Lâm Bảo Châu. Dù trải qua không ít lời bàn ra tán vào, mỉa mai từ dư luận, song Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn sánh bước bên nhau, không ngừng khoe khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc làm bao người ghen tị. Lên show, Lâm Bảo Châu làm host cũng không ngại dành sự quan tâm đặc biệt cho chị đẹp của đời mình, khiến 29 chị đẹp còn lại được ăn cẩu lương ngập mặt. Trong khi đó, con trai của Lệ Quyên nay cũng đã 12 tuổi, được cả bố và mẹ quan tâm, còn rất thân thiết với tình mới của mẹ là Lâm Bảo Châu. Cậu bé trong dịp sinh nhật năm 11 tuổi còn được bố tặng cho một chiếc Bentley trị giá 30 tỷ đồng, được học trường quốc tế với mức học phí 300 đến 600 triệu đồng một năm. Lệ Quyên từng chia sẻ, trong tương lai, cô sẽ để con trai sang Mỹ du học và để căn nhà bên Mỹ cho con trai ở.